Tập 40. Đệ đệ, không chỉ Hà Di, tỷ tỷ cũng vô cùng cần đệ. Người ấy đã đi, nhưng đại địch trước mắt, không chỉ có người thân cần đệ, còn có tướng sĩ đại hán và thiên hạ bách tính. Tỷ tỷ trong mong đệ sớm ra khỏi cảnh di khốn, đừng vì thù hận làm loạn tâm trí. Chúng ta phải xuất phát. Đến lúc xuất phát rồi. Có điều là đại ca đưa Hà Di đi trước, ta ở lại. Đệ đã nghĩ kỹ chưa? Có sự tín nhiệm của tỷ tỷ, đại ca nhắc nhở, lẽ nào ta vẫn còn mê muội cố chấp nữa sao? Ta đã nghĩ kỹ rồi. Ta thân là chủ soái trong quân, phải có trách nhiệm với toàn bộ tướng sĩ trong quân, không thể để cho bọn họ lo âu nữa. Nhưng trận chiến này không được nhắc đến chữ bại. Đệ đang chịu nỗi đau mất thê, chỉ sợ đệ khó chống đỡ bệnh tật, sẽ có sơ suất. Ta đã nhận hoàng lệnh, lời nói còn bên tai, cho nên tuyệt đối sẽ không quay về khi chưa có công lao. Xin đoàn đại cao quay về bẩm tấu lên bệ hạ. Vậy thanh tuyệt đối sẽ không phụ mệnh lệnh. Hoàng thượng nếu biết đệ đã phấn chấn trở lại, nhất định sẽ an lòng. Cũng xin đoàn đại ca chuyển lời đến nhạc mẫu của ta. Vậy thanh coi người như mẹ ruột, cả đời tận hiếu, cũng dặn dò ba đứa con của ta, đợi cha quay về, dẫn bọn chúng thúc ngựa dương trôi, dông ruổi khắp nơi. Còn cả tỷ tỷ của ta, nói với tỷ ấy, Hà Di vì ta mà chết, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng ấy chết uổng. Vì thê tử đã mất, vì tỷ tỷ thân yêu, vậy thanh nhất định sẽ sống sót lập công. Đối tỷ ấy chuẩn bị sẵn cho ta tranh thiêu trường thọ, đợi ta bình an quay về. Đệ yên tâm, ta nhất định sẽ chuyển lời lại cho đệ. Cô quân nghênh địch, đệ tự phải cẩn thận. Đại ca mang nỗi bận tâm trong lòng ta đi, ta còn có điều phải lo. Điều gì phải sợ? Vậy thanh ta đã 6 lần đánh giặc thắng hoài, không chỉ dựa vào sức lực của chính mình, mà là các tướng sĩ đồng lòng chiến đấu. Chỉ cần có bọn họ ở đây, ta nhất định có thể đạp bằng núi Kỳ Liên, rồi gặp lại Trường An. Được, được, được. Đoàn đại ca, Hà Di của ta giao lại cho huynh đấy. Huynh đưa nàng ấy lên đường bình an, đợi ta vinh quy Trường An, tấu khúc khải hoàn, ca khúc đồng cung, lại đến tế bái anh linh Hà Di. Ta nhất định sẽ hộ tống phu nhân của đệ bình an đến Trường An.
Chỉ cần phu quân có thể bình an, cho dù cắt giảm tuổi thọ của Hà Di, muội cũng bằng lòng. Vì vậy, vì muội, vì các con của chúng ta, muội nhất định phải bình an vô sự. Trong tim ta có Hà Di, muội mãi mãi ở trong trái tim ta. Dù cho ở trên chiến trường giết địch, đều có thể bầu bạn bên ta. Vì muội, ta liền mạnh mẽ gấp bội. Cho đệ, cao quá. Diều bay mất rồi. Diều bay mất rồi. Cô Bảo, người từng nói chỉ cần bọn con giữ chặt diều ở trong tay thì Bảo thân sẽ cùng ở bên cạnh bọn con. Giờ nó bay mất rồi, vậy Bảo thân có phải không cần bọn con nữa rồi không? Mẫu thân có phải là không cần bọn con nữa rồi không? Mụi ấy chỉ là bay lên cao, đến một nơi khác trông chừng các con, bảo vệ các con. Một chiếc diều nhỏ bé có thể bay lượn trong bầu trời xanh trong đã là hạnh phúc tràn đầy. Mùi mãn nguyện rồi. Đối với mùi mà nói, trời xanh chỉ cần chịu cho mùi đến gần đã là lương duyên trời ban. Mùi nhất định sẽ cố gắng để trời xanh hiểu được tấm chân tình của mùi. Cho mụi dựa vào trời bay cao, sống chết có nhau. Mụi nghĩ mụi nhất định sẽ hạnh phúc. Tử phu, tỷ chúc phúc mụi đi. Mẫu thân tự một mình bay lên trời, liệu có thấy buồn không? Mẫu thân chỉ cần nhìn thấy các con mạnh khỏe vui vẻ thì mụi ấy nhất định cũng sẽ rất vui. Các con có vui không? Vui ạ. Các con vui thì mẫu thân sẽ vui. Mụi nói sẽ cố gắng để trời xanh hiểu được tấm chân tình của mụi. Cho mụi dựa vào trời bay cao, sống chết có nhau. Mụi đã được như ý rồi. Bệ hạ thánh an, miễn lễ. Đừng làm khổ bản thân quá, khiến cho bệ hạ lo lắng. Thần thiếp một khi thiêu tranh trường thọ này là không dừng lại được. Dường như nhìn thấy đệ đệ Khải Hoàn trở lại vậy. Trẫm có một chuyện mừng muốn nói cho nàng nghe, liên quan đến Vệ Thanh. Sáng nay nhận được quân báo, Vệ Thanh đã chế tạo ra một pháp bảo khống chế địch. Pháp bảo xe võ cương. Xe này có thể ngăn chặn vũ khí sắc bén của kẻ địch, lại có thể giấu cung tiễn, mũi tên ở trong xe, dùng để công kích bất cứ khi nào. Lại có móc xe, có thể nối nhiều xe lại với nhau, tạo thành đồng vách sắt. Thần thiếp không hiểu được những việc này, nhưng nhìn thấy bệ hạ vui vẻ, nhất định là có thể khống chế địch, thể hiện uy lực. Không sai, thần thiếp tuy không hiểu gì quân, nhưng ấn đường đã nhăn mấy ngày nay của bệ hạ, cuối cùng cũng thấy thả lòng. Tin là xe này tất có thể trở thành pháp bảo. Trẫm vốn lo Vệ Thanh lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh, nhưng có xe này nhất định sẽ khiến kẻ địch loạn chân, không thể dàn trận, khó tiến khó lùi. Có thể khiến bệ hạ yên tâm là được. Có nàng bên cạnh, trẫm sao có thể không yên tâm cho được. Trẫm còn chưa cảm ơn bức thư của nàng, còn tưởng là tỷ tỷ nàng đây, để có thể làm tâm tình đệ ấy bình phục. Không ngờ là nàng có thể khiến cho đệ ấy nhanh chóng phấn chấn lại, giết địch giành chiến thắng. Chỉ vì đệ đệ có trái tim chứa trung hiếu, niệm tình thân, mới có thể đứng dậy lại được. Lấy thư khuyên giải là lý bên ngoài, lấy tranh thiêu chờ đợi sâu tình bên trong chính là phần tình lý vẹn toàn. Không vì bản thân, chỉ vì người khác của nàng, mới có thể cảm động dân tâm, cảm động trời đất, mang đến cho trẫm nhiều điều mừng rỡ như vậy. Thần thiếp vốn chỉ là một ca nữ nhỏ nhoi,
hiện nay trở thành Mỗn Ghi thiên hạ. Đệ đệ lại có may mắn được chinh chiến tứ hải vì bệ hạ, là bệ hạ cho thần thiếp quá nhiều điều vui mừng từ trước đến nay chưa từng dám mong tới. Tử phu, hiền thê của trẫm, trẫm có nàng còn gì may mắn hơn. Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đoàn đại ca, cảm ơn huynh đưa Hà Nhi quay về. Cuối cùng muội ấy cũng về đến nhà rồi. Ta đã hứa với Vệ Thanh phụ tống phu nhân trở về, không phụ lại chức trách là tốt rồi. Nhiều năm nay mỗi người trong bọn bụi có việc gì khó đều có huynh ở đó, huynh đều ra tay giúp đỡ. Ta coi muội muội như muội muội của ta, Vệ Thanh như đệ đệ, đã là huynh muội tình thâm, cần gì nhiều lời. Đã tạo hoàng hậu đích thân đến. Hỷ nương đừng nói như vậy, muội ấy là em dâu của ta, cũng là tỷ muội của ta. Hà Nhi cuối cùng cũng về rồi, bà cũng phải cẩn thận sức khỏe, đừng quá đau buồn. Hà Nhi nhất định hy vọng bà giống như trước đây, vui vẻ, không lo lắng gì mà sống. Ta biết, chắc phải cần thời gian từ từ. Vừa nãy bà ấy vừa nhìn thấy quan tài mà khóc đến sắp ngất đi rồi. Hà Nhi giờ đang nằm trong nội đường, Hà Nhi sống cũng vinh, chết cũng vinh. Hoàng thượng tự tay ban thưởng ngọc y sợi vàng, hôm nay ta thay mặt đệ đệ làm đại lễ nhập liễm cho Hà Nhi. Gia y hậu táng lại lần nữa. Vậy thì bắt đầu đại lễ nhập liễm thôi. Ngoài ra, quan tài gỗ đã được chuẩn bị sẵn trong nội đường. Trương đại nhân xin dừng bước. Trương đại nhân, Trương đại nhân. Tham kiến hoàng hậu. Không biết Trương đại nhân cứng rắn xông vào phủ đại tướng quân là vì có chuyện gì? Hồi hoàng hậu, thần tuyệt đối không có lòng bất kính. Hôm nay thực sự là vì chức trách trên mình, thần không thể không đến đây đưa một người đi. Nguyên quỳ to gan, giết người khát máu còn không lộ bộ mặt thật ra, ngoan ngoãn chịu trói. Trương đại nhân có nhầm lẫn gì không? Ông ấy không phải là Nguyên quỳ, là Dịch Hàn, là trưởng lão hoàng thượng đích thân phong tặng. Dịch Hàn, Dịch Hàn, hay cho một trưởng lão Dịch Hàn. Nguyên quỳ, ngươi giấu thân phận cũng đủ sâu đấy, đến hoàng thượng hoàng hậu cũng dám giấu giếm. Có biết đây là tội chết khi quân không? Tội chết người khi quân không phải chuyện nhỏ. Trương đại nhân có bằng chứng không? Tất nhiên có, đưa nhân chứng vào đây. Dân. Tham kiến hoàng hậu. Hạ Bộc Dịch, ngươi có nhìn rõ ràng người này có phải là Nguyên quỳ hay không? Chính là Nguyên quỳ. Năm đó khi bắt hắn còn bị hắn làm cho bị thương, nhưng đến cuối cùng cũng để cho hắn chạy mất. Đừng cho rằng ngươi là người làm quan thì có thể ngậm máu phun người. Ngươi tưởng ngươi là ai hả? Nữ nhi của ta vì nước quên thân. Hôm nay là ngày đại lễ nhậm liễm của nó, ngươi lại dẫn người xông vào linh đường làm hỏng đại lễ nhà ta, không chút tôn trọng nào với con gái của ta. Ngươi nói xem lương tâm của ngươi ở đâu? Ta không hề có ý bất kính, chỉ là cái gì? Ngươi tùy tiện dẫn một người mặt mũi gian xảo này đến vu cáo Dịch Hàn thì có thể đưa ông ấy đi được sao? Ông ấy là trưởng lão hoàng thượng đích thân phong tặng. Đại tướng quân và hoàng hậu càng coi ông ấy như người thân. Nếu như ông giết ông ấy thì không còn thiên lý nữa rồi. Pháp luật trên đầu, giết người đền mạng, có gì không thể? Hôm nay ta chính là muốn bắt tên đào phạm này. Ngươi, Hỷ Nương, từ từ đã. Trương Thang, ngươi nói không hề có ý bất kính, nhưng đại tướng quân chức gì ở trên ngươi? Ngươi rõ ràng biết hôm nay là ngày linh cữu phu nhân đại tướng quân quay về nhà, ngươi không thi lễ cúng tế với quan tài, không chia buồn an ủi với người thân, lại dẫn quan binh vào bắt người. Kính ý ở đâu đây? Thần một lòng truy bắt đầu phạm, chỉ sợ khiến hắn chạy trốn mất, vì vậy sơ ý bỏ qua lễ tiết, vẫn mong hoàng hậu bớt giận thứ tội. Ngươi chấp hành nghiêm pháp luật không có gì đáng trách, nhưng pháp luật đặt ra vốn là để bảo vệ dân, vì vậy cũng phải tùy vào thời điểm thích hợp. Trong pháp luật có tình nghĩa, nhà ngoại của đại tướng quân vừa chịu nỗi đau mất con gái, ngươi còn không nửa lời an ủi, còn đưa tay đẩy ngã, đây là hành động hợp tình hợp lý sao? Thần không dám. Đại tướng quân đang trong nguy hiểm, quyết chiến đại bạc, vì con dân đại hán ta yên ổn sinh sống. Phu nhân đại tướng quân trung nghĩa bất khuất,
thà chết chứ không để kẻ địch uy hiếp. Nếu như vì ngươi lỗ mãn khiến thái phu nhân ngã ra bị thương, thì ăn nói thế nào với đại tướng quân đây? Là lỗi của thần, xin hoàng hậu thứ tội. Cũng may chưa thành tội lớn, ta tạm thời tha cho ngươi. Tạ hoàng hậu. Nhưng dám hỏi hoàng hậu, phạm nhân giết người trốn tội nhiều năm phải xử lý như thế nào đây? Dịch thúc thúc, với lời tố cáo của bọn họ, thúc có trả lời được vài điều gì không? Hồi hoàng hậu, tiểu nhân không có gì để nói. Vậy thì thúc chính là nguyên quỳ. Ta đúng thật là nguyên quỳ. Không, ông bị điên rồi hay sao hả? Sao đến tên của chính mình mà ông cũng không nhớ thế? Ông già này làm sao vậy hả? Hỷ đương đủ rồi. Tôi không. Bất luận như thế nào, tôi cũng phải cảm ơn bà. Tôi đi cùng với bọn họ. Không không. Tạ hoàng hậu. Dẫn đi. Dân. Đừng lo, thúc ấy sẽ không sao đâu. Ta sẽ không để cho thúc ấy xảy ra chuyện gì đâu. Không ngờ là người lại có thể dễ dàng bị bắt như vậy. Dịch Hàn đó là cao nhân ở bên cạnh vệ tử phu, ta tất nhiên phải vô cùng để ý. Một người nhàn rỗi không gì phải sợ, mà hôm đó khi gặp một vị quan võ lại quản sự trốn tránh, bên trong chắc chắn có ẩn tình. Quả nhiên, ta chỉ cần mấy câu đã có thể khiến cho Dịch Hàn kia phải lộ bộ mặt, không thể gặp người được kia ra. Không ngờ tên hạ dũng kia muốn lập công thăng quan đến phát đi rồi. Thế là ta đã chỉ điểm hắn vài câu cách cất cánh bay cao. Vậy mà hắn thực sự ngoan ngoãn làm theo. Chạy đến chỗ Trương Thang tố cáo Dịch Hàn. Ta ở ngoài thành Trường An, là một vị quan có tiếng, công tư phân minh, coi pháp luật là trời, không để ý tình cảm. Xem ra lần này cuối cùng đã có thể tiêu diệt được thân tính của hoàng hậu rồi. Ông nói xem người này đáng bao nhiêu? Người này đối với ta mà nói không đáng một đồng. Nhưng nếu vào lúc hoàng đế lo âu chiến sự, vệ tử phu lại không biết điều, muốn bệ hạ ra mặt cứu tâm phúc của mình, hoàng đế chắc chắn sẽ nảy sinh ghét bỏ. Vậy không bằng chúng ta thả thêm ít lời bóng gió ra. Một tên giết người như vậy ẩn đáo bên người hoàng hậu nhiều năm, vậy há không phải là hoàng hậu vì tình riêng coi thường pháp luật, cố tình bao che vô pháp vô thiên sao? Lại bảo Dương Yến nói vài câu bên tai tên cẩu hoàng đế kia. Nếu như hoàng hậu kia với dây cánh của mụ ta cùng nhau ngập trong bùn lầy, danh tiếng của vệ gia tất bị bôi nhọ. Dịch thúc thúc miễn lễ. Cảm ơn hai người đã đến thăm ta. Trương Thang có dùng nghiêm hình bức cung không? Ta vốn là người có tội, cam tâm chịu phạt. Trương Thang căn bản không cần phải nghiêm hình bức cung. Dịch đại thúc sao có thể là người có tội được? Từ trước đến nay thúc tính toán kế sách cho bọn con, giúp bọn con vượt qua nguy hiểm hết lần này đến lần khác, còn đánh xe làm từ thiện đi khắp ngõ ngách chỉ vì cứu thế dân an. Đây đâu thể nào là hành vi của kẻ giết người độc ác. Con mặc kệ thúc từng có tội lỗi gì, con chỉ tin về thúc thúc mà con quen biết tuyệt đối sẽ không phải là một tội nhân. Hai con có còn nhớ ta đã từng nhắc đến quá khứ của ta với hoàng thượng không? Nhớ. Vì đại thúc đấu pháp với sư huynh, tuy là đã đại thắng sư huynh, lại liên lụy đến ân sư Triệu Quang Uổng, bị sư huynh hại chết. Ân sư đúng thật là vì ngông cuồng đấu pháp bị liên lụy mà chết. Hôm đó ta không hề nói ra toàn bộ sự thật với hoàng thượng, chỉ vì sư huynh của ta quán trách ân sư, đem học thức chỉ truyền lại cho một mình ta, phẫn uất mà giết chết sư phụ. Ta bi phẫn đan xen, cũng hối hận đau đớn vô cùng, muốn kéo sư huynh đến gặp quan. Nhưng sư huynh lật mặt, hãm hại đổ tội giết chết sư phụ cho ta. Vết sẹo trên cánh tay này của ta chính là để lại lúc ta tranh chấp đánh nhau với huynh ấy. Sau khi ta bị thương, sư huynh lại không dừng tay, ngược lại chiêu nào chiêu đấy muốn dồn ta vào chỗ chết. Ta chỉ có thể cố gắng phản kích, nhưng lỡ tay giết chết sư huynh, đây chỉ là tự vệ thôi. Cho dù rơi vào tay Đình Quý cũng không phải là tội lớn. Một đồng môn của sư phụ ta thấy ta cầm đao chạy ra, trên đao có máu chảy,
liền cương quyết nói ta là đã tàn sát sư phụ, mưu sát sư huynh đồng môn. Hiện nay Trương Thang tra thẩm, thúc có nói hết sự thật ra không? Người đã chết rồi, sự việc cũng đã qua rất lâu rồi, chỉ dựa vào lời nói của một mình ta không đủ làm chứng. Hơn nữa ta trốn tránh truy bắt, ngụ thương quan binh, Hạ Dũng chính là chứng thực. Thôi vậy, hồi tưởng lại thì ta đúng thật là tội đáng báo ứng. Sau đó ta mới biết, sau khi sư huynh chết, để lại vợ quá con côi, không có ai chăm sóc, phiêu bạt khắp nơi, cuối cùng đói quá mà chết. Phân tích đến cùng, tất cả điều đó đều là vì ta ngông cuồng đấu pháp mà ra. Khi ân sư truyền nghề, xem đã nói ta phải thu liễm, đừng để lộ ra ngoài. Nếu không phải ta bốc đồng, ân sư sẽ không chết, sư huynh sẽ không chết, càng không xảy ra chuyện chết đói bên ngoài. Vì vậy dịch thúc thúc vẫn luôn đặc biệt quan tâm đến những cô nhi quả phụ yếu ớt nhỏ bé. Thực ra những năm nay thúc vẫn luôn đang chuộc tội những người nhận được sự cứu giúp của thúc, tính ra đã đến 100.000 người. Dịch thúc thúc, thúc cũng nên an tâm rồi, đừng tự trách nữa, có thể an tâm được sao? Mỗi lần ta nhìn thấy vết sẹo này thì giống như nghe thấy tiếng oán hận của sư huynh, nghĩ đến thê nhi của huynh ấy lẻ loi hiu quạnh, sống đầu đường xó chợ. Tên thật của ta là Nguyên Quỳ, vì tội nghiệp của ta nặng nề, sau đó đổi tên thành Dịch Hàng để cầu sau này sẽ không dễ dàng bốc đồng nhất thời khoe khoang. Cái gọi là tội nghiệp đều là nhất thời căm phẫn, không liên quan đến ân sư bị giết, còn tự cứu vì người bị uy hiếp, thực sự không phải là tội lớn. Còn về con trẻ thảm thương đối chết, sao có thể quy tội cho thúc được? Con không phải là ta, có thể hiểu được nỗi lòng của ta sao? Ta sống tạm nhiều năm, coi như là trời cao ân huệ cho ta cơ hội cứu giúp cô nhi kẻ nghèo, cũng coi như đền bù được một chút gì đó. Giờ đây chuyện cũ bị dán lên nên phải chịu phạt, cũng coi như là giải thoát. Dịch thúc thúc, đừng vì ta mà lo lắng, con nhất định phải bảo vệ tốt cho muội muội của con. Con biết. Hoàng hậu, con có nhớ chúng ta quen biết như thế nào không? Làm cho Dịch thúc thúc một chiếc bánh chưng nữa có được không? Dịch thúc thúc muốn gì, tử phu đều sẽ làm cho thúc. Thực ra năm đó đã sớm không còn lưu luyến gì nữa, vẫn luôn đầy đọa bản thân. Nhưng ngày đó con giống như là tiên đồng, mở ra được nút thắt trong lòng ta. Từ đó về sau, ta liền quyết định đời này phải hành thiện chuộc tội. Dịch thúc thúc vốn tâm địa lương thiện, không có tử phu cũng sẽ một đời hành thiện tích đức. Tính lại cuộc đời này của ta, nếu đối thực sự đã từng làm điều gì có thể làm bớt tội lỗi của ta, đó chính là có vinh hạnh được giúp con nhập cung. Chỉ vì một mình con đã tạo phúc được cho bao nhiêu bá tính. Năm đó, nếu không phải là Dịch thúc thúc nôn quả táo ra khiến Thẩm Hà trượt ngã, con chạy ra đỡ lấy, thì con làm sao có thể được hoàng thượng sủng hạnh? Nếu không phải vì Dịch thúc thúc tặng dây treo cho con, tử phu hôm nay đã sớm phải rời cung. Từ lúc nhỏ gặp được Dịch thúc thúc, Dịch thúc thúc tặng cho con 6 từ không tranh, không hiển, không lộ, để tử phu dùng cả đời này. Tử phu, con Dịch thúc thúc là quý nhân trên trời phái xuống để giúp đỡ cho con. Hoàng hậu cầm ô, cầu khẩn trời xanh, trời giáng mưa rửa hạn, phù hộ vạn dân. Hoàng hậu cầm ô, trời giáng mưa rửa hạn. Tạ hoàng hậu, tạ hoàng hậu. Bệ hạ,
Đào Phạm Dịch Hàn đã bị bắt về quy án, cũng đã thừa nhận tội danh giết người, luận tội đáng trảm. Bệ hạ, Dịch Hàn khi phòng vệ lỡ tay giết người, trị ông ấy tội chết thật không thỏa đáng. Bệ hạ, vì tự vệ mà lỡ tay giết người chỉ là lời nói từ bộ phía của Dịch Hàn, không biết thật giả. Chuyện ngỡ mạc mắt không phải chuyện nhỏ. Lý Quảng lại không đúng lúc tụ hợp, mất tích vô cớ. Trẫm sớm đã căn dặn Vệ Thanh, người này không thể trọng dụng tiếp. Trẫm đang phiền não tiền tuyến. Khanh thân là ngự sử đại phu, đáng lẽ phải rõ ràng nguyên do, biết được thật giả mới đến. Nếu không thì đừng đến làm phiền trẫm. Xin bệ hạ chớ phiền muộn. Tham kiến hoàng hậu. Đứng lên đi. Tạ hoàng hậu. Bệ hạ thánh an, trẫm bây giờ đang bận chiến sự biên quan, không muốn nhắc đến vụ án của Dịch Hàn. Hoàng hậu không cần phải cầu tình cho ông ta. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, chắc chắn sẽ có quyết định công bằng. Thần thiếp sao có thể gây trở ngại, gây thêm phiền não cho bệ hạ được chứ? Chỉ là hy vọng bệ hạ có thể nghe thần thiếp nói tám từ này. Nói đi. Tội không thể tha, Dịch Hàn đáng chết. Nàng nói như vậy có căn cứ gì không? Cho dù Dịch Hàn từng hiến cách tìm nguồn nước, giúp đỡ quận huyện các nơi tìm ra nguồn nước, cứu giúp muôn dân, nhưng dù sao ấy cũng là người tàn ác giết chết ân sư, về pháp luật là không thể dung thứ. Lẽ nào công lao của Dịch Hàn lại không lớn hơn tội ngộ sát cô ấy sao? Không sai. Mặc dù Dịch Hàn ngày đó giải quyết khó khăn cho dân chúng, mượn lễ cầu mưa, bảo vệ cho danh tiếng của đế hậu, tránh dạng dân mê tín, nhưng dù sao ông ấy cũng từng phạm tội ngộ sát, trăm lời không thể chối cãi, tội không thể tha. Lời đầy của hoàng hậu thần không dám gác bừa. Dịch Hàn quy tặng nghìn vàng cho trẻ em dùng hạn kháng, đánh xe hành thiện vì bệ hạ truyền phát quân ân. Cho dù ông ấy cứu cô nhi quả phụ, hưng nghĩa học, cử hiếu liêm, tiến hiền thần, giúp bệ hạ ban đại đức khắp thiên hạ, ân sâu gọi mưa gió, nhưng dù sao ông ấy cố ý che đậy thân phận lừa dối bệ hạ, tuyệt đối không thể tha. Ý hoàng hậu muốn nói là cho dù Dịch Hàn ngộ sát, bỏ trốn lừa trẫm, nhưng ông ta xây giếng giải hạn, ngàn vàng cứu dân, tiến cử dạy dỗ hiện tài, nhiều việc có công, lập được thi cổ kỳ công, đúng không bệ hạ? Mà tất cả việc này đều bắt nguồn từ tấm lòng muốn chuộc tội. Bệ hạ, ai mà không từng mắc sai lầm? Dịch Hàn không chỉ biết tội hối lỗi, lại có công với bá tánh, có công mà không tự phụ, chỉ lấy việc tự nhận trách nhiệm cứu trợ cho cô nhi quả phụ. Đây là việc thiện không gì bằng. Cầu xin bệ hạ tha cho Dịch Hàn một mạng. Những việc mà Dịch Hàn làm hiện nay, việc gì cũng vì thiện, việc nào cũng vì dân, là lý do để có thể tha thứ. Bệ hạ minh đức. Bệ hạ, xin hãy nghe một lời của Trương Thăng Thần. Nếu muốn nói chỉ là trị tội theo pháp luật, vậy thì không cần phải nói. Lẽ nào trẫm không biết đạo lý trong đó sao? Bệ hạ, tiền tuyến có cấp báo thượng tấu. Nói. Đại tướng quân thắng rồi. Kiêu kỵ tướng quân đại thắng ở Bắc Mạc, đánh cho kẻ địch tan đàn xẻ ghé. Tốt. Trẫm biết là họ sẽ không làm cho trẫm phải thất vọng. Vệ Thanh đại thắng, niềm vui lớn của đất nước, may mắn của Đại Hán, đều là do ông trời cao bảo hộ, là lòng dân đức của bệ hạ cảm động lòng trời. Đợi bọn họ khải hoàn, trẫm muốn trọng thưởng những người có công. Bệ hạ, Dịch Hàn vẫn luôn coi đại tướng quân như con cháu, không chỉ dùng tầm nhìn của mình chỉ điểm dạy bảo, lại dùng đồ ăn điều dưỡng thân thể. Sau khi Hà Nhi mất, lại cẩn thận chăm sóc trên dưới phủ tướng quân, để cho đệ ấy chinh chiến xa trường, không lo hậu phương. Trận thắng này Dịch Hàn cũng có công. Nói như vậy thì gia đình tỳ nữ của phủ đại tướng quân đều có một phần công rồi. Hoàng tử phạm pháp đồng tội như dân. Dịch Hàn tuy có công, nhưng bản người quan trọng cộng thêm tội khi quân là tội chết, tuyệt đối không thể vì tình riêng được. Công, tội không thể nối lẫn vào nhau được. Luận về tội, giết người vốn nên đền mạng, khi quân càng không thể tha thứ. Có điều trẫm được tứ hải thừa nhận thiên mệnh, lần này quân Hán đại thắng là ông trời phù hộ cho Đại Hán ta, giúp đỡ tướng sĩ ta, vì để báo đáp thiên ân phù hộ Hán thất, trẫm muốn đại xá thiên hạ. Ngự sử đại phu Trương Thăng có thần truyền chiếu của trẫm, quân Hán đại thắng, đất trời cũng vui. Người phạm tội, nhà có cô nhi quả phụ tha. Người ngộ sát,
ngụ thương tha, người giết tự vệ tha, người đã chịu tù qua 15 năm tha, trong lòng có cải tạo hối hận tha, từng giúp người nghèo khổ tha. Nhớ rõ chưa? Thần đã nhớ rõ rồi. Tất cả nghe theo lệnh của bệ hạ. Thần thiếp tạ ơn bệ hạ. Tạ bệ hạ. Khởi bẩm phu nhân, hoàng thượng hôm nay có việc gấp không thể đến được. Nhưng quân Hán đại thắng, hoàng thượng muốn ban thưởng trên dưới tất cả hậu cung. Hoàng thượng đặc biệt mời phu nhân đến trọn phần thưởng thức, còn đặc biệt dặn dò phu nhân phải chọn thêm vài món cho mình và tiểu hoàng tử. Vậy thì phiền công công cảm ơn hoàng thượng thay ta và hoàng di. Dân, vị tiểu nhân xin cáo lui trước. Vị muội mau đi chọn đi, phải chọn thứ quý giá hoa lệ nhất đó. Chỉ cần hoàng thượng lúc nào cũng đặt mẫu tử bọn muội vào trong tim, có phải là quý giá nhất hay không, có thể ngày nào cũng có hay không đều không quan trọng. Muội không thể buông lỏng như thế được. Hoàng thượng phải ngày nào cũng đến mới tốt. Muội nhất định phải nắm được trái tim của hoàng thượng. Muội với hoàng di mới có ngày tháng tốt đẹp. Viên Xu vẫn chưa thấy đến gặp mặt theo lịch hẹn gì. Muốn nắm được hoàng thượng cần có diệu kế của hắn ta. Mấy lần hẹn gần đây hắn không đến một lần nào cả. Bỏ đi bỏ đi, hắn tự xưng là cao nhân lại lần nào cũng thất bại, chắc là không còn mặt mũi gặp chúng ta nữa rồi. Nhưng mà không có hắn, chúng ta làm thế nào đây? Có ta đây. Học người ta đánh trận lĩnh công có thể không được, nhưng mà tranh sủng thì tỷ tỷ ta đây vẫn còn diệu kế riêng. Vậy tỷ tỷ phải dạy ta thêm mấy chiêu đó, để hoàng di có thể nắm chắc được trái tim hoàng thượng, có thể cho muội muội ta nắm được trái tim hoàng thượng. Nói thật thì chúng ta đi như thế này, hai nữ nhân ở trong cung kia phải làm sao đây? Tên cẩu hoàng đế kia được trời bảo hộ, vệ gia đắc thế, thiên thời địa lợi nhân hòa, không được ba thứ, trời không thuận ta, cho dù ở lại đây cũng chỉ vô dụng, cũng chỉ là việc vô bổ. Sở phục tuy có trí tuệ, năng lực lại không bằng thừa thế, tuy có căn cơ nhưng không bằng thức thời. Đợi ta sớm có một ngày thời cơ chín mùi, ta sẽ lại quay lại. Đến khi đó dùng hết sức lực, nhất định sẽ khiến cho vệ tử phu danh xấu muôn đời. Phải rồi, phải rồi. Ý của ông đã kiên định, ta chỉ đành đi theo ông đến cùng thôi. Đợi sau khi thu dọn xong hết những thứ này, chúng ta có thể khởi hành được rồi. Đặt vào trong hộp xe. Đây là đồ tốt gì thế? Ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đừng đụng vào. Đây là vật ta tặng cho tỷ tỷ của ngươi đấy. Ông là sợ tức cảnh sinh tình nên vẫn luôn không dám lấy ra xem đúng không? Ta đã nói đừng có đụng vào rồi. Được rồi, được rồi, ta thu dọn ngay đi. Tham kiến hoàng hậu, bệ hạ. Các khanh cuối cùng đã về rồi. Thần vừa khứ bệnh, cuối cùng cũng không phụ thánh ân. Vì đại hán thắng lợi trở về, về là tốt. Di mẫu, con và cụ phụ thực hiện lời hứa, không chút tổn hại, bình an quay lại rồi. Trận chiến này
Hai người một mình dẫn binh, lội suối phá vỡ thế trận của Chư Cừ, đánh Nghiên Hiền Dương, bắt giữ Đầu Dương, Hàn Dương, cả tướng quân, đô úy, tướng quốc, tổng 83 người, tiêu diệt hơn 70.000 tướng sĩ đối phương, khiến giặc ngoài phải bỏ chạy về phương Bắc. Đại tướng quân Vệ Thanh, phiêu kỵ tướng quân Quắc Khứ Bệnh nghe phong: có thần, có thần. Trẫm phong hai người thành đại tư mã, lương bổng như nhau. Từ nay về sau, vì đại hán ta mở mang bờ cõi, tiêu diệt kẻ thù, tạ bệ hạ hồng ân. Thần sẽ làm hết sức mình, nhất định thề chết giết địch. Đứng lên đi. Hai vị đại tư mã thật đúng là đôi ngọc bích của đại hán. Giờ đây khắp thiên hạ thần phục dưới trẫm, chiến mã nghỉ ngơi, quả bên ngoài không còn công lao dạng thế này. Trẫm phải khắc trên bình phong đá, viết lên tên của hai người để dạng thế ca tụng, tạ bệ hạ thánh ân. Vệ Phong, phong thưởng của trẫm vẫn không thể cởi bỏ được nút thắt trong lòng đệ sao? Bệ hạ đối với thần khen ngợi có thừa, thần lại hổ thẹn trong lòng. Thần là thống soái, lại suy nghĩ không chu toàn, khiến cho Lý Quảng lão tướng quân không chịu nổi nhục mà chết, khiến cho bệ hạ tổn thất đi một vị tướng tốt. Đệ đệ, cũ phụ, Lý Quảng tướng quân làm lỡ quân cơ, người chỉ là phái trưởng sử đến hỏi chuyện, là làm theo lễ thường. Ông ấy tự cảm thấy bị nhục mà tự dẫn, điều đó không liên quan gì đến người. Nhưng mà Lý tướng quân thực sự là gì? Không có hướng dẫn mà lạc đường. Ông ấy nhiều lần hành quân, theo lý đáng lẽ phải tinh thông địa lý, vậy mà vì lạc đường dẫn đến lỡ quân cơ, tội này khó thoát. Tất nhiên ông ấy anh võ một đời, lại luôn có công không có tước vị. Con trai Lý Cảm ở trong quân của Khanh làm việc thế nào? Dũng mãnh hơn người, vẫn luôn giữ chức phó tướng quân. Tốt, Lý Cảm giết địch có công, vậy trẫm sẽ phong cho cậu ấy làm quan nội hầu, thần ấp 200 hộ. Vệ Thanh, có dị nghị gì không? Thần thay mặt Lý Cảm tạ bệ hạ long ân. Nếu đã vào đến điện truyền đức thì đều là người một nhà, không cần gò bó lễ nghi. Mong là có thể khiến cho tỷ đệ hai người nhẹ bớt tâm tình, có thể gặp được Khứ Bệnh và đệ đệ bình an quay về. Tâm nguyện lớn nhất của thần thiếp đã đạt được rồi. Tỷ tỷ tin tưởng đệ vô cùng, để làm sao có thể không nói năng gì? Nhìn thấy đệ Khải Hoàn trở về, tỷ tỷ nên vui mừng thanh thản, để không vì thù hận mà loạn tâm trí, không vì mất người thương mà phụ bá tính. Ta chỉ là nữ nhân, điều để ý nhất không phải là trên áo giáp này dính bao nhiêu máu tươi của quân địch, mà là nó đã ngăn được bao nhiêu đao quang kiếm ảnh cho đệ đệ của ta. Tỷ tỷ, đôi tay khéo léo này ngày đêm miệt mài thiêu lên cho đệ, bức tranh thiêu trường thọ đầy phúc khí này. Nàng cuối cùng cũng có thể nhìn thấy đệ ấy cởi bỏ áo giáp, khoác lên lời chúc của nàng cho đệ ấy rồi. Nhưng Hà Nhi lại không thể nhìn thấy được nữa rồi. Nếu không có mùi ấy, đệ sớm đã không biết thân ở nơi nào. Có mùi ấy phù hộ, vậy Thanh đệ mới có công trạng ngày hôm nay. Hà Nhi, khi sống hạnh phúc, khi chết anh liệt, cuộc đời vinh diệu. Mà đệ đệ giờ đây bình an quay về, cuộc đời này của muội ấy cũng không còn gì hối tiếc nữa rồi. Thẩm Hà trên trời có linh, thấy đệ công lao cái thế, chắc chắn sẽ vui mừng thanh thản.